năm sẽ nấu món bánh ít gói phay mì với uống nước là xả gừng. Má Năm nấu xả gừng thêm lá dứa nữa. Nay má Năm nấu làm hai món đó đó. Nhà máy đi ra ngoài rẫy mới nhổ phay đặng vô mình làm bánh ít phay mì. Nhiều quá. Xăng cái gừng lên. Nước nay vô rẫy rồi, ngập mưa rồi, mình phải lội qua. Rồi, nước đang ngập sâu quá. Cái mì này là mình về củ bự này, mình dễ mài lắm, mình mài ra cái mình gói bánh ít ngon lắm. Này, phay mì này phay mì thường nè, hồi nãy mình nhổ bên clip bên kia là phay mì đó, phay mì Thái đó. Phay mì này phay mì Thái nè, ruột nó màu vàng. Phay mì này phay mì trắng nè, cái vỏ nó cũng khác hơn nè, thấy không? Rồi, quá chừng rồi. Phòng này sách đi về, sách đi hết nổi luôn á. Cũng bự bự không à. Mình qua clip bên kia mình đi cắt lá chuối đi. Sứ thì mình có bánh ít ngon, phần nó dễ dẻo nữa, nó mềm nữa, mình dễ mình gói cái là ngon à. Rồi xong, phai giờ mà sắp đi vô lại đây mà nhổ xả luôn, chiến đi xả luôn, cắt lá dứa nữa, đi một chiến ra rẫy là mình vô mình có đồ mình nấu mình làm được hết luôn. Tét lá dứa một chút vô mới nấu lá dứa với xả với gừng, lá dứa mình tét như vậy, vậy cái nó để mốt nó lên được nữa, mình khỏi bẻ ngang, bẻ ngang nó lâu lắm. Lấy lá dứa nó quấn nó sơn lại một cái, quấn sơn lại như vậy cái nó gọn, mình bỏ vô cái thùng. Ở đây nhổ xả, nhổ xả với gừng, xả nhà mình trồng. Đi một chuyến ra rẫy là có đủ đồ hết ha. Rồi, giờ mình đi vô nhà để mình làm gói bánh thôi. Trải lá chuối rồi mới phơi cái hả? Phơi cái đây mình xuống dưới mình lột khoai. Lá chuối này mình cắt vô mình phơi cho nó héo lại đi. Nó héo lại cái mình rọc cái khăn sạch ra mình lau. Mình lau nó xong rồi cái là mình xé ra từ cái mình gói à. Bây giờ lọc khoai gói bánh. Bột nếp nó nhiều người ta ăn riết nó ngán, ăn khoai mì này thích lắm, ngon lắm. Mài xong mình đi còn đi vắt nước nữa nữa. Xả này chút nào mình nấu nước xả nè, với gừng này, lá dứa. Chút nữa mình nấu nước đó để mình uống. Cái mùa này mình uống cái đó ha, nó cũng tốt lắm. Rồi, má rửa xong rồi má đi mài nè, má bưng đi máy đi mài phai nè. Hồi xưa mài tay không, bây giờ mài máy à. Mình nạo đồ mình nạo dừa cái mình mài luôn. Đó, má lựa cái nồi có cái số nè, để má dắt cái nước khoai mì vô trong này nè. Đầu má dắt nè, dắt vô chút nữa cái nồi lường cái nước đó chút để má vô cái nước khác, để má vô đường nữa mình thắng lên để mình vô bột quá, vô bột để mình gói bánh ít khoai mì đó vậy á. Dắt xong mình để chừng khoảng 30 phút à, là nó lóng xuống chút cái mình lấy cái tinh bột ở dưới đó, là mình bỏ cái nước lớp mặt ở trên hết. Xong bóp cho nó tơi ra hết vậy nè, mình lấy cái tinh bột kia mình đổ vô cái mình thắng nước đường
chắc xong mới để khoảng 30 phút. Giờ mình lắng mình đi nấu đậu xanh, mình làm nhân đậu xanh để mình gói bánh ít. Đậu xanh này. Cái đậu xanh này mình do cho nó sạch chất bột của nó trong đó mình do nè. Để chút nữa nó sôi lên hả? Coi nào đậu xanh nó bắt lên nè, nó sôi rồi thấy chưa? Má nấu nhân đậu xanh giờ nó đã chín rồi nè, thấy không? Nhân đậu xanh nó chín nó ngon hơn rồi má trước mắt. Má bỏ vô nè, hành lá nè, nửa muỗng muối nè, bỏ vô cho 4 muỗng đường đi, đó, 3 muỗng dầu ăn cho nó ngon, nó thơm nữa, nó có cái chất béo béo. Bột nó lóng xuống rồi nè, giờ mình chắc cái nước lóng mình bỏ nè. Khoai mì mình có cái tinh bột này nè, anh chút cái bột mình nó làm vô, chút đó mình trộn vô nó mới dễ nhiều. Má bỏ khoảng một nửa lít nước đó, má giờ má lấy vô nè. Ở hai lần đường rồi đó. Gừng má giả nhuyễn xong nè. Bỏ vô trong cái nồi nước đường nè. Lá dứa nè, để má ơi, lá dứa nè, mình nấu vậy cái lá dứa mình uống cho nó mát nè. Má bỏ lá dứa vô nè, lá dứa nè. Gừng má sắc miếng vậy nè, má bỏ vô má nấu. Nồi nước này có khoảng 2 lít. Xả khỏi là dập mình thắt khúc nha, mình nấu một chút nó cũng ra cái chất xả hết trơn à. Nồi nước này mình nấu đơn giản vậy mà uống nó rất là tốt. Rồi, xong bắt đầu lấy ra kéo nó tời cho nó gọn là cái miếng lá để mình gói nó dễ. Xong. Lá lớn là lá áo để hoài, lấy ra lá nhỏ là lá lòng để trong nè, nó xếp xéo qua đó, mình xếp xéo qua như vậy, mình xếp bẻ lại cái vô xong cái mình nè. Mình đánh lại vậy cho nó gọn lại. Đã xong nè, bắt đầu nó múc bột nè. Cái máy qua bên đây, mình đem qua. Mình đẩy xuống. Kéo qua. Mình bóp ngay đây lại. Tới miếng bột mình bẻ vô. Bóp bên đây bẻ vô. Rồi xong thành cái bánh ít. Đó là bên đây mình gói là gói bánh người ta thường người ta kêu là gói bánh nóc chùa. Bánh này là mình múc muỗng không à. Múc muỗng bánh bột mì, múc muỗng mình gói là mình phải xếp cái nóc chùa. Bắt ra má hấp nè, má bưng ra đây hấp nè nhớ không. Nó múc ra miếng nước nè, miếng nước chín nè, nước sôi nè, múc lên. Nó tràn lên cái này lên cái vậy nè đó, nó làm hơi lên nó màu chín bánh nữa. Rồi mình đậy lên nước sôi sẵn, mình đậy lên vậy 30 phút là nó chín. Đó, nó ít nè đó, nó nấu ha, chín bánh hồi nãy mình gói mình nấu chín rồi đó. Cái bánh nè, lá chuối má gói hôm bữa còn lại á, thì nó màu vàng, còn cái bánh mình mới cắt lá mình gói thì nó màu xanh. Đó nè, đó. Nó màu vàng nó cũng vẫn đẹp chứ nó không có gì hết trơn á. Đây nè, đó, máy nó vô, đem vô nè, cho coi. Má nấu nước mát xong rồi nè. Xả nè. Với gừng. Chắc mình uống cái này nè, nó
nó dễ đọc là đỡ lắm, tốt lắm cho người mình nè. Rồi, nó đi. Hôm nay má có một mớ bánh phi mì ngon. Má định gói bánh nè, đem qua cho ba bển. Bây giờ má lột má thử coi cái bánh này có ngon không, coi nó dẻo không. Mà đang làm tính đem đi, cái ông trời ông mưa tới à. Ông mưa tới rồi thôi, để má để chút nữa má đem qua sau. Bánh mình đẹp nè, dẻo nè. À, ngon không? Để mới vẽ ra coi trong ruột nó coi ngon, ngon, dẻo dữ không nha. À, rồi nè, cái nhân này là nhân đậu xanh nè. À, cái bột phơi mì, cái bột của nó phơi mì vàng á, nó vàng đẹp ghê không? Rồi cái nhân đậu xanh nè. Nói mình đổi nước đường vô nó ngọt, vừa ăn ngon thiệt là ngon dạ. Bánh phơi mì này gói mình gói nó ăn ngon lắm nè, mai mốt có gói bánh phơi mì này. Bột nếp thì dễ, bột phơi mì thì làm hơi khó một chút. Mà nhiều người thích ăn nhân đậu xanh, nhiều thích ăn cũng thích ăn nhân dừa nữa. Phơi mì mà nhân dừa mình gói ăn cũng ngon lắm. Phơi mì này mình gói mình ăn trong ngày thôi, nhưng nay giờ mình gói mình ăn là chiều gói, giờ sáng mình ăn trong ngày mai thôi chứ mình không có để được nữa. Mình muốn để nữa là mình phải bỏ vô tủ lạnh. Tủ lạnh là mỗi mình ăn mình phải đem hấp cơm, chứ trong nồi cơm không mình hấp quá là mình mới ăn được. Chứ nó dễ thiêu lắm. Bột nếp thì mình để được 2-3 ngày. Còn cái này không để được nè. Thấy nó ngon thì còn ngon không? Nước này là mới nấu bằng xả với gừng với lá dứa. Mình uống cho giải cảm. Nó cũng mát lắm, uống giải cảm nó cũng tốt cho sức khỏe mình lắm. Còn cái này là cái ống hút bằng trúc. Ở nhà má có bụi trúc, rồi má chặt ra má làm ống hút luôn à, chứ má không có hút ống hút nhựa nữa. Ngon lắm. Hôm nay má gói bánh ít này với nấu nước này, nước gừng với xả với lá dứa. Nếu ai yêu thích cái món của má Năm nấu thì hãy theo dõi trên kênh Cơm Nhà Má Nấu. Má Năm cảm ơn.